Rồi, xin chào các bạn, hôm nay Khải sẽ cắt tóc cho ông nội đây các bạn. Đã xa chưa? Đã xa chưa? Nhiệt độ rất là nóng các bạn, nên là nay Khải sẽ cắt ngắn tóc cho ông nội. Xong tóc cho rồi các bạn. Thank you. Thank you.
đây thì Khải cũng xin tạm dừng video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.